Cô nghĩ là đây là chỉ quảng cáo chứ không thể tiền nào của đây. Tại vì bạn cô làm rồi, giá rẻ loại mấy triệu ấy, một thời gian mấy năm sau là nó hơi hành vàng. Cô tên là Hoàng Thị Tám, cô ở thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Tình trạng răng trước đây của cô thì là nó bị tụt lợi ra đấy, nó hở các cái răng, nó kiểu nó bị nhiễm tetasinin ấy. Thế nó bị kiểu vỡ vỡ răng ra. Thế là cô bị hở cái mặt trước. Thế là cô đánh răng là rất là buốt, ê buốt lắm. Thế là cô có đến bệnh viện, đến các phòng khám ở Gia Lộc ấy. Thì cô khám bác sĩ tư vấn là tráng tạm, cái nếu có điều kiện thì làm răng thẩm mỹ. Thế mà không có điều kiện thì làm tạm cái composite. Thì cô trước mắt cái đơn cách đây 3 năm rồi thì là cô bận, cô chưa có thời gian thì cô làm tạm composite đấy, bác sĩ cũng bảo chỉ được 2-3 năm thôi. Xong rồi phải trồng cái răng thẩm mỹ vào thì bây giờ rảnh có điều kiện thì cô lên đây. Cô làm thì cô cũng hy vọng là vừa không bị ê buốt này, vừa cái thẩm mỹ tất nhiên nó cũng đẹp thì cười nó tươi trẻ lên. Cô thì cô đầu tiên thì cô cũng sợ, tại vì cũng nghĩ là mài răng ra thì rất là đau. Thế nhưng mà cô đến thì bây giờ cô thấy tham khảo ở Google đấy. Thì cô cứ hay gõ ra cô xem, thì cô thấy là bây giờ công nghệ cao nó không như ngày xưa. Thì cô quyết định làm. Cô tìm hiểu qua Google, thì cô đọc có thấy có 11 địa chỉ đáng tin cậy. Google Maps đấy. Cho thì là đầu tiên thì cô đến Đại học Y trước. Cô vào Đại học Y, cô đã vào thăm khám thì cô thấy bác sĩ tư vấn ở trong kiểu trong bệnh viện ấy, đơn giản hơn. Thế và trước cái chỗ cô lên vào cả chỗ làm ấy, cô thấy cô nghĩ là sẽ không bằng chỗ thẩm mỹ, cô tìm ra đây. Cảm nhận là vào đây thì từ nhân viên với không gian rất là tốt. Ở đây là kỹ thuật tốt, bác sĩ tốt. Làm cho cô hôm đầu tiên về là cô đã ăn được ngay. Sáng cô đi làm về mà chiều cô đi ăn cốt được ngay. Cô rất là nghĩ rồi. Cái da của cô, cái tuổi cô thì cô làm cái màu nó tối tối như này, nó cô nào chọn màu răng số 3 thì là nó vừa với cả cái tuổi của cô. Còn răng số 1, số 2 nó sáng quá. Cô cái da của cô nó sáng màu rồi, nó sạm rồi, nó không được trẻ trung như này, nên là cô phải chọn màu này. Cô nghĩ là đây là chỉ quảng cáo chứ không thể tiền nào của đấy, chứ không thể mà giá rẻ, mà tại vì bạn cô làm rồi, giá rẻ loại mấy triệu ấy thì là nó bị ấy, nó bị một thời gian mấy năm sau là nó hơi hành vàng. Thì cô đến cái loại tốt này, cô muốn mong muốn của cô là được lâu dài, mà cùng cái công làm của mình bây giờ mà nó được bền đẹp.